Xin chào tất cả các bạn, hiện đang có mặt tại cửa hàng xe máy Minh Thành 2 có địa chỉ tại ngã tư phố Mê, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Các bạn đang có nhu cầu mua các dòng xe Honda thì hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cho các bạn về các dòng xe Honda nhé. Trong video ngày hôm nay Hiền sẽ giới thiệu với các bạn về các dòng xe Honda bên Hiền và rất là nhiều chương trình khuyến mại trong tháng 8 này. Các bạn đang còn phân vân về giá thì mình nghĩ đây là thời điểm giá dân rất là tốt ạ. Và đầu tiên Hiền xin giới thiệu với các bạn đó là dòng xe Honda Winix. Winix thì sẽ có 3 phiên bản, bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản thể thao. Bên Hiền đang trưng bày đây, bên tay phải đến đây đó là bản thể thao. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng hơn 39 triệu một chút thôi. Trả góp không mất lãi các bạn nhé. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền mức từ 20% giá trị của xe trở đi thôi. Rơi khoảng tầm 8 triệu trở đi là các bạn đã sở hữu cho mình một em Honda Winix này rồi. Và không mất lãi các bạn nhé, 0%. Thủ tục chỉ cần chứng minh thư và bằng lái xe hoặc chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Và ngoài ra nếu các bạn đã đổi qua căn cước công dân gắn chip thì chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip đó thôi. Và trong thời điểm này khi các bạn mua Honda Winix các bạn sẽ được tặng một loa Bluetooth hoặc là một điện thoại Samsung A13 các bạn nhé. Hai phần quà rất là giá trị đấy ạ. Ngoài ra có quà khuyến mại thêm sẽ là một lon dầu máy hoặc là mũ bảo hiểm và áo mưa và rất nhiều các phần quà khác. Và đặc biệt là khi các bạn mua xe qua video này các bạn sẽ nhận được các voucher giảm giá từ 2 đến 500 nghìn nhé. Để được tư vấn và hỗ trợ các bạn hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967817693 hoặc các bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn. Còn phía bên tay phải ở đây đó là một em Honda Winix màu bạc nhá. Phiên bản màu bạc này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn là 39 triệu đồng thôi ạ. Trả góp các bạn cũng chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 8 triệu trở đi thôi. Ngoài màu bạc này ra thì sẽ có thêm cả màu đỏ nhám và màu đen nhám các bạn nhé. Đây là phiên bản đặc biệt. Phiên bản này thì bên Hiền đang để cho các bạn đồng giá là 39 triệu ạ. Còn đây là phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có màu trắng, màu đỏ và màu đen bóng. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn là chỉ 37 triệu đồng thôi. Trả góp các bạn cũng chỉ cần trả trước tiền từ mức 8 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em Honda Winix này rồi. Ngoài ra thì bên Hiền có thêm cả chương trình thu cũ đổi mới nữa. Nếu các bạn có xe cũ muốn đổi lên xe mới thì mang qua cửa hàng Hiền hoặc là liên hệ với Hiền để định giá xe nhé. Và các bạn có khu vực ở xã lân cận huyện Tam Dương ấy, khi qua cửa hàng mua xe thì cũng nhận được rất là nhiều ưu đãi giảm giá đấy ạ. Tiếp theo Hiền xin giới thiệu với các bạn đó là dòng xe SHI. SHI như bây giờ đang trưng bày ở đây đó là phiên bản 150 CBS. Phiên bản này thì bây giờ đã lên sẵn vành sơn đen, vành sơn độ rồi nhá. Phiên bản này bây giờ đang để giá cho các bạn là khoảng 96 triệu thôi. Trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức khoảng 30 triệu trở đi là các bạn đã sở hữu cho mình một em SHI này rồi ạ. Ngoài màu trắng này ra sẽ thêm có thêm cả màu đỏ và màu đen nữa. Các bạn đang quan tâm đến màu nào hay phiên bản nào thì cứ liên hệ với Hiền thì sẽ hỗ trợ các bạn. Đối với dòng SHI thì sẽ có hai phiên bản, phiên bản 125 và phiên bản 150. Phiên bản 125 CBS thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng 83 triệu ạ. Còn bản 150 CBS thì giá dao động khoảng 96 triệu. Còn bản 150 ABS thì giá dao động khoảng 122 triệu các bạn nhé. Sẽ có 3 màu, màu đỏ, màu đen và màu trắng. Thì các bạn đang quan tâm đến màu nào hay phiên bản nào thì cứ liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc các bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn. Còn như bên Hiền đang trưng bày đây đó là một em SHI phiên bản 350i các bạn nhé. Phiên bản màu xám xi măng, phiên bản màu rất là đẹp đấy ạ, màu mới của năm 2022. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng tầm từ 148 đến 150 triệu. Các bạn đang đam mê tốc độ ấy, thì mình nghĩ đây là một phiên bản SH350i rất phù hợp với các bạn. Để được tư vấn cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền để sẽ hỗ trợ các bạn. Và tiếp theo Hiền sẽ giới thiệu với các bạn một dòng xe Vision với phân khúc giá rất là hợp lý và trong thời gian qua thì cũng không có nhiều xe và bên Hiền đã về một số màu ví dụ như màu xanh, màu đỏ hoặc là màu trắng hoặc là màu phiên bản cá tính ấy. Thì như bên Hiền đang trưng bày ở đây đó là bản đặc biệt màu xanh nhám. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn là chỉ 40 triệu đồng thôi ạ. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 7 đến 8 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em Vision này rồi nhá. Như xe này thì bên Hiền cũng đã lên sẵn bộ xi mạ cho xe này, mặt nạ thời trang của xe ấy. Thì để được tư vấn thì các bạn cứ liên hệ bên Hiền sẽ hỗ trợ các bạn. Phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp và phiên bản cá tính thì lát Hiền sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Còn đây là một em Honda Everblade phiên bản 160. Đây là màu bản đặc biệt, màu xanh nhám. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn khoảng hơn 58 triệu một chút thôi. Trả góp các bạn cũng chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 10 đến 12 triệu trở đi thôi. Ngoài màu xanh nhám này ra thì phiên bản 160 sẽ có thêm màu đen bóng và màu đỏ nữa. Phiên bản tiêu chuẩn bên Hiền đang để giá cho các bạn khoảng 57 triệu ạ. Để được tư vấn và hỗ trợ về trả góp thì các bạn cứ liên hệ với Hiền. Hiền sẽ hỗ trợ các bạn và hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi trở đi các bạn nhé. Tiếp theo đó là
Ablet phiên bản 125. Phiên bản 125 thì sẽ có bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt như mình đang trưng bày ở đây, đó là bản tiêu chuẩn màu đỏ. Ngoài ra sẽ có thêm cả màu xanh nữa. Như xe này bây giờ cũng đã lên sẵn bộ xi mạ cho xe rồi ạ. Bản tiêu chuẩn này bên mình đang để giá cho các bạn là khoảng 43 triệu thôi nhá. Trả góp các bạn cũng chỉ cần trả trước tiền từ mức 7 đến 8 triệu trở đi thôi. Còn phiên bản đặc biệt màu đen nhám thì bên mình đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng 46 cho đến 47 triệu ạ. Để được tư vấn cụ thể hơn, các bạn hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về các dòng xe số hoặc xe ga hoặc là các chương trình khuyến mại cũng như là các voucher giảm giá. Tiếp theo Hiền sẽ giới thiệu với các bạn các dòng xe số của bên Hiền. Xe số của bên Hiền sẽ có Future, Wave X, Wave Blade và Wave Alpha. Bên tay trái bên đây đó là dòng xe Future vành đúc, phiên bản màu đen nhám nhé. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn khoảng hơn 35 triệu một chút thôi. Còn phiên bản vành lan thì là giá khoảng 34 triệu ạ. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 6 đến 7 triệu trở đi thôi. Là các bạn đã sở hữu cho mình một em Future này rồi. Ngoài màu đen này ra sẽ có thêm cả màu xanh và màu đỏ nữa các bạn nhé. Còn đây là dòng xe Wave SX. Như bây giờ đang trưng bày đây đó là bản vành đúc. Vành đúc này thì bây giờ đang để giá cho các bạn là giá 26 triệu. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước tiền từ mức 4 đến 5 triệu trở đi thôi. Còn phiên bản vành lan thì giá dao động từ 23 đến 24 triệu. Ngoài màu đỏ đen này ra sẽ có thêm cả màu xanh đen, hoặc màu xám đen nữa, hoặc màu trắng đen. Thì các bạn đang quan tâm đến màu nào thì cứ liên hệ bây giờ thì sẽ hỗ trợ các bạn. Tiếp theo một dòng xe đang được hỗ trợ khuyến mại rất là nhiều, đó là dòng xe Wave Blade và Wave Alpha. Wave Blade thì vành đúc phanh đĩa ở bên Hiền đang để giá cho các bạn giá khoảng hơn 21 triệu thôi. Ngoài màu xanh đen này ra cũng có thêm cả màu đỏ đen nữa. Còn Wave Alpha thì bên Hiền đang để giá dao động cho các bạn khoảng 20 cho đến 21 triệu đối với vành lan và vành đúc. Wave Alpha này sẽ có 4 màu, màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu trắng các bạn nhé. Đối với dòng xe Wave Alpha và Wave Blade, khi các bạn mua hai dòng xe này các bạn sẽ nhận được hỗ trợ lệ phí lên tới 800.000 đồng. Để được tư vấn cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền thì sẽ hỗ trợ các bạn. Và đây là kho xe bên tầng 1 của bên Hiền, thì bên Hiền còn kho xe bên tầng 2 nữa. Ở dưới này thì bên Hiền đang trưng bày các dòng xe như là Lead này, Avalet hoặc là Vision, SSI. Đây là xe Lead các bạn nhé, xe Lead màu xanh phiên bản cao cấp. Bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn là 51 triệu ạ. Thời gian vừa qua thì dòng xe Lead và dòng xe Vision giá biến động rất là nhiều và thời điểm này thì giá đang rất là ổn định rồi. Thì các bạn đang có nhu cầu mua xe Lead hoặc là mua xe Vision thì hãy liên hệ với Hiền thì sẽ hỗ trợ các bạn. Dòng ngoài bản cao cấp màu xanh này ra thì sẽ có thêm cả màu đỏ nữa hoặc màu trắng nữa. Thì các bạn đang quan tâm đến phiên bản nào hay màu nào thì hãy liên hệ với Hiền thì sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Còn bên cạnh đây đó là bản Ablet bản 160 và 150. Lúc nãy Hiền có giới thiệu với các bạn Ablet phiên bản 125 ấy, thì có bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt. Đây là bản đặc biệt màu đen nhám các bạn nhé. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng 46 đến 47 triệu thôi ạ. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền mức từ 87 đến 8 triệu trở đi thôi. Ví dụ như các bạn có nhu cầu muốn trả thấp hơn một chút thì các bạn cứ liên hệ về thì sẽ hỗ trợ các bạn. Như chiếc xe này cũng là Ablet phiên bản 125 màu đen nhám, nhưng mình cũng đã lắp lên sẵn mặt nạ trang trí rồi các bạn nhé, mặt nạ rất là đẹp đấy ạ. Còn bên cạnh đây đó là dòng xe Vision. Vision thì sẽ có 4 phiên bản, bản tiêu chuẩn, bản cao cấp, bản đặc biệt và bản cá tính. Như màu đỏ ở đây bên Hiền để ở đây đó là bản cao cấp nhé. Ngoài màu đỏ này ra sẽ có thêm cả màu trắng hoặc màu xanh nữa. Cái bản cao cấp này bên Hiền đang để giá cho các bạn khoảng hơn 39 triệu một chút thôi. Còn bản cá tính thì sẽ có màu xanh và màu đen. Hai phiên bản này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng 42 triệu các bạn nhé. Xe này bên Hiền cũng đã lên sẵn mặt nạ rồi đấy ạ, rất là đẹp. Vision bên Hiền đã về rất là nhiều xe rồi và thời điểm này giá cũng đã rất là hợp lý và cũng có rất nhiều chương trình khuyến mại. Thì các bạn đang quan tâm đến dòng xe Vision hay phiên bản nào hay màu nào thì hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền để Hiền tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về các chương trình khuyến mại cũng như là nhận được các ưu đãi giảm giá các bạn nhé. Còn đây là dòng xe SSI. SSI bên đây là phiên bản 125 CBS màu đỏ các bạn nhé. Ngoài màu đỏ này ra sẽ có thêm cả màu trắng và màu đen nữa. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng 83 triệu ạ. Và trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 18 cho đến 20 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em SSI này rồi ạ. Và bên này thì bên Hiền còn một chiếc Honda Winix phiên bản giới hạn các bạn nhé. Phiên bản giới hạn màu đỏ đen. Phiên bản này bên Hiền đang để giá cho các bạn chỉ 33 triệu đồng thôi ạ. Cũng có hỗ trợ trả góp không mất lãi. Các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 7 đến 8 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em Honda Winix phiên bản giới hạn này rồi ạ. Và giá cũng rất là hấp dẫn, chỉ 33 triệu đồng. Và ngoài ra thì bên Hiền cũng có hỗ trợ giảm giá nữa. Thì các bạn thích xe này thì cứ liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn. Và Hiền xin nói lại một chút về chương trình khuyến mại của trong tháng 8 này. Đầu tiên đó là khi các bạn mua dòng xe Honda Winix thì các bạn sẽ nhận được
Phần quà giá trị khuyến mại lên tới 4 triệu đồng, đó là một chiếc loa Bluetooth hoặc là một chiếc điện thoại Samsung A13 và rất nhiều quà khuyến mại khác như là mũ bảo hiểm, áo mưa, áo gió hoặc là một lon dầu máy hoặc là thay dầu miễn phí các bạn nhé. Còn thứ hai đó là dòng xe Vinfast và Vinblade. Khi các bạn mua hai dòng xe này các bạn sẽ nhận được hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 800.000 đồng. Và ngoài ra thì còn rất nhiều các phần quà khuyến mại khác, và đặc biệt là khi các bạn mua xe qua video này các bạn sẽ nhận được các voucher giảm giá. Và để được tư vấn cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo, với Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.